phát hiện đường xuống thành phố vàng khổng lồ bên trong lòng núi cấm qua hải truyền thám hiểm. Chúng ta đã từng biết đến hang động dẫn xuống thành phố vàng ở Nam Mỹ, hay đường đi đến thành phố vàng Shambhala ở Tây Tạng và nhiều nơi khác trên thế giới. Nhưng ít người biết rằng, trong lòng vùng Thất Sơn, núi Cấm ở miền Tây Nam Bộ nước ta, vốn tồn tại một ngõ vào thành phố bằng vàng dưới lòng đất. Đầu thế kỷ 19, người Pháp và quân đội Mỹ cũng đã thực hiện hai cuộc thám hiểm để xác định sự thật này. Họ đã phát hiện ra biên giới núi Cấm không những là một thế giới rộng lớn, mà còn cất giữ một công nghệ cực kỳ cổ xưa. Nếu không cẩn trọng để lộ ra bên ngoài, nó sẽ hủy diệt toàn bộ nền văn minh của nhân loại. Trân Tiến xin kính chào quý khán thính giả của TCT. Quý vị và các bạn thân mến, có những câu chuyện huyền bí của người xưa kể về sự tồn tại của một thành phố màu vàng khổng lồ nằm ngay trong lòng núi Cấm. Thành phố này có tồn tại hay không, hay chỉ là những lời đồn đoán? Nếu bạn là một trong những người đam mê thám hiểm và khoa học huyền bí, thì bây giờ hãy cùng chúng tôi khám phá truyền kỳ về hai câu chuyện của hai nhà thám hiểm ở thập niên trước đã liều lĩnh đi thẳng vào địa huyệt xuống hang núi Cấm, và họ đã phát hiện ra những điều kinh hoàng. Vùng đất linh thiêng ở miền Nam. Đầu thế kỷ 19, hai nhà thám hiểm là Lưu Văn Lang và Tiêm Sim cùng lần lượt phát hiện ra bên trong hệ thống hang động Chăn Chiên ở vùng Thất Sơn cũng tồn tại một thành phố bằng vàng ròng bí ẩn, với cấu trúc rất tương tự với những gì nhà khảo cổ học người Argentina đã phát hiện ra ở Nam Mỹ. Nhắc đến Thất Sơn ở An Giang là nhắc đến vùng đồi núi chập trùng, chứa đựng biết bao câu chuyện huyền bí về những đạo sĩ tu hành đắc đạo, cùng những câu chuyện tâm linh kỳ dị, những quái thú khổng lồ và những đạo sĩ ẩn tu. Bên trong lòng núi còn có một hệ thống hang động tự nhiên chập trùng mà đến nay người ta vẫn chưa thể khám phá hết. Vùng Thất Sơn có lẽ còn nhiều điều lạ lẫm với những người phương Bắc, nhưng với những người dân miền Tây Nam Bộ, nơi đây chính là lịch sử và văn minh, là đức tin tâm linh của cả một vùng đất. Suốt 200 năm trở lại đây, người dân Thất Sơn cũng có lưu truyền một truyền thuyết về cung điện khổng lồ bằng vàng ròng, ẩn chứa sâu bên trong lòng núi mà chỉ những người hữu duyên hoặc tu thành đắc đạo mới có cơ hội xuống thăm mà thôi. Tuy nhiên, mọi chuyện đã không còn là truyền thuyết. Khi vào những năm 1931-1963, người Pháp và Mỹ đã lần lượt tổ chức những chuyến thám hiểm khám phá các hang động ở vùng Hiên Đông Sơn. Và từ đây, những bí ẩn về thành phố vàng ròng bên dưới núi Cấm đã dần được hé lộ. Cuộc thám hiểm lần thứ nhất của người Pháp. Nói đến hang động núi Cấm là nhắc đến kỹ sư Lưu Văn Lang, người đã trực tiếp một mình đi xuống thám hiểm hang sâu trong núi Cấm. Chuyện kể rằng, sau khi thám hiểm hang trở về, ông không nói năng gì cho đến khi qua đời. Và ông đã viết một cuốn mật thư và chỉ được mở sau năm 1975. Từ đó khiến hang động ấy trở nên kỳ bí và đặt theo tên ông là Hang Vật Lang. Vào năm 1930, lúc này toàn bộ Nam Kỳ đều nằm dưới sự cai trị của quân đội Pháp. Khi ấy người Pháp nghe được tin đồn về những truyền thuyết dưới lòng núi Cấm, có các hang động khổng lồ chứa vàng và những câu chuyện linh dị. Vì thế họ đã quyết định tổ chức một chuyến thám hiểm để xác minh và nghiên cứu sâu hơn khu vực này. Và ông Lưu Văn Lang khi này đang giữ chức giám đốc gia công chánh Nam Kỳ, được Pháp tín nhiệm giao cho trọng trách dẫn đầu đoàn thám hiểm. Kỹ sư Lưu Văn Lang sinh năm 1880 ở Tân Phú Đông, Sa Đéc, là kỹ sư khoa học đầu tiên ở Việt Nam và toàn cõi Đông Dương. Ông đã góp công xây dựng nhiều công trình quan trọng ở miền Nam và là người trực tiếp tham gia hoàn thành tuyến đường sắt nối liền Trung Quốc và Việt Nam. Bí hiểm trong hang Vật Lang. Chỉ sau một thời gian chuẩn bị và lên kế hoạch kỹ lưỡng, năm 1931, cuộc khảo sát các hang ngầm ở vùng núi Thất Sơn được bắt đầu. Đoàn thám hiểm khởi hành từ chân núi vào sáng sớm. Đoạn đường đi khá nguy hiểm, phải mất vài tiếng băng rừng theo chỉ dẫn của người dẫn đường. Khi đoàn mới đến một hang sâu gần đỉnh núi, lúc này, nhóm thám hiểm quyết định sẽ cho vật dò đường xuống trước, đó là một con khỉ. Khỉ là loài rất thông minh, chỉ cần được huấn luyện kỹ càng, chúng sẽ làm được rất nhiều việc. Mặt khác, khỉ cũng có giác quan và trực giác rất tốt. Thế là mọi người dùng dây thừng cột vào lưng con khỉ rồi thả nó xuống. Một lúc sau, khi dây được thả rất dài, bất ngờ nhẹ bẫng, mọi người vội kéo dây lên thì con khỉ đã biến mất.
Điều bất ngờ là theo dấu vết trên dây thừng để lại, không hề có dấu răng của thú dữ hoặc dấu hiệu kéo đứt bởi một lực nào đó, mà giống như có ai đó đã cởi dây ra vậy. Quá khó hiểu, mọi người quyết định thử một con chó thả xuống hang lần nữa. Kết quả sợi dây đi một lúc thì cũng nhẹ bẫng như lần trước. Mọi người vội vàng kéo lên thì con chó đã biến mất, và dấu vết để lại cũng giống như lần trước. Cả đoàn lúc này nhốn nháo lo lắng, không biết dưới hang sâu có thứ gì kỳ bí quá vậy. Không lẽ trong hang này có yêu quái đã thành tinh? Thần hồn nát thần tính, khiến không một ai trong đoàn dám xuống đó để kiểm tra. Điều này làm cho cuộc thám hiểm có nguy cơ bị thất bại hoàn toàn. Khi này, đứng vai trò là trưởng đoàn, là một nhà khoa học, một người không tin mấy vào chuyện tâm linh, kỹ sư vật lang mới đưa ra một quyết định khiến mọi người giật mình. Đó là tự ông sẽ xuống hang để kiểm tra. Thế là ông chuẩn bị các đồ dùng cần thiết, rồi nhờ mọi người buộc dây quanh người, từ từ thả xuống hang sâu. Phần dây đi được một lúc thì mọi người giật thót một lần nữa, sợi dây trùng lại. Đoàn người hoảng loạn la hét nhanh chóng kéo dây lên, nhưng không kịp, kết quả vẫn là sợi dây trống không. Không biết phải làm sao, vậy là mọi người quyết định ở lại chờ xem có dấu hiệu kêu cứu gì từ dưới hang hay không thì sẽ giúp đỡ. Chờ mãi cho đến đêm tối, lúc này mọi người đã quá mệt mỏi nên tựa lưng vào nhau thiêu thiêu ngủ. Mãi đến sáng hôm sau, khi cả đoàn bất ngờ tỉnh giấc khi phát hiện ông vật lang từ dưới hang sâu bỏ lên. Tuy vẫn còn sống, nhưng tinh thần ông lại khá yếu, chỉ ú ớ chứ không nói một lời nào. Ông được đưa về bệnh viện ở Sài Gòn để chữa trị. Không lâu sau, ông có viết lại tất cả những điều kỳ bí đã nhìn thấy được dưới hang núi cấm, rồi giao phong thư cho một người ông tin tưởng và yêu cầu giữ kín. Mãi sau này, nội dung trong lá thư mới được tiết lộ một phần, mà chúng tôi chia sẻ cho các bạn ở phần sau. Nói về kỹ sư Lưu Văn Lang, kể từ lần thám hiểm suýt mất mạng đó, ông lại giữ bí mật tuyệt đối những gì nhìn thấy được dưới hang núi cấm. Mãi cho đến cuối đời, có một đoàn tu sĩ lên thăm và hỏi ông đã thấy gì trong hang núi cấm. Khi ấy ông đã trả lời rằng, dưới núi cấm là một mâm cơm dọn sẵn, trên núi là một cái lồng bàn, dở ra là ăn được, các ông giáng tu. Đó là những câu cuối cùng về chuyến thám hiểm núi cấm của ông cho đến ngày cuối đời. Quá trình diễn ra cuộc thám hiểm. Theo những tiết lộ từ những người đọc được phong thư của kỹ sư Lưu Văn Lang, chuyến thám hiểm đó là một hành trình vô cùng thần kỳ và hấp dẫn. Theo lời kể lại, khi đó kỹ sư Lưu Văn Lang mang theo mình bình dưỡng khí, đèn thám hiểm, một túi nhỏ đựng lương khô và hai chai nước, rồi nhờ mọi người trong đoàn cột dây thả dần xuống hang. Theo dây đi xuống, ông đi vào một đường hầm rộng, nhưng trần khá thấp, phải cúi người mới đi được. Trong hang được thắp sáng bằng một loại ánh sáng lờ mờ phát ra từ vách đá, có lẽ là khoáng thạch phát quang. Hang này dẫn sâu xuống lòng đất, đi một hồi thì thấy xuất hiện các bậc thang được chạm khắc tinh tế, dài tầm 40 thước. Ông tò mò nên quyết định bước tiếp theo các bậc thang xem nó dẫn đến đâu. Nhưng đi một đoạn thì phải dừng lại vì không còn lối đi nữa. Phía trước là vách đá và một vực thẳm tối đen. Mò mẫm một hồi thì ông tìm thấy một thang dây bện bằng mây rừng bên cạnh vách đá. Thế là ông men theo thang dây xuống thẳng tới đáy huyệt. Lúc này xuất hiện trước mặt ông là một hang động bằng phẳng, trần cao và càng đi sâu vào thì hang càng rộng ra. Tuy nhiên điều bất ngờ là áp suất tại đây lại tăng lên một cách đột ngột. Không khí ép vào ngực khiến ông khó thở, buộc ông phải dùng bình dưỡng khí mới có thể đi tiếp được. Tiếp tục cuộc hành trình càng đi sâu vào trong hang thì ông nhận ra cảnh vật càng thay đổi nhiều. Trần hang cao lên tới 20 mét, vách hang thì rộng ra và vô cùng bằng phẳng. Lúc này trong hang có thứ gì đó bằng kim loại phản chiếu lại ánh đèn pin đội đầu khiến ông bị chói mặt. Khi này kỹ sư Lưu Văn Lang mới bàng hoàng phát hiện nơi địa huyệt nơi ông đang đứng hoàn toàn được trải bằng vàng thỏi. Ông cúi xuống quan sát một hồi, rồi dùng búa nạy một thỏi vàng bỏ vào túi, để sau này phân tích. Khi này ông bắt đầu tự hỏi, nơi này rốt cuộc do ai xây dựng và có thể rộng lớn nguy nga đến như vậy. Quá hào hứng với phát hiện của mình, ông quên cả mệt mỏi và tiếp tục đi sâu vào trong hang. Phát hiện thành phố vàng. Hơn một tiếng đồng hồ sau, ông đi tới một vùng hang động rộng đến nằm mẫu.
nơi đầy hơi nước tỏa ra ngưng tụ thành làn sương mờ ảo. Bằng qua lớp sương mù thì trước mặt ông xuất hiện một khung cảnh mà cả đời ông sẽ không bao giờ quên được. Đó là một